Khán giả tiếp theo có số điện thoại là 0949, 3 số cuối là 775 có hỏi: Nghe 1 tháng tuổi bị tiêu chảy 2 đến 3 ngày nay, thú y địa phương đã tiêm thuốc thì hiện tại thấy nghé bị chướng hơi, thở khò khè và mệt mỏi, hỏi cách khắc phục như thế nào? Vâng thưa khán giả, sau đây sẽ là những tư vấn của chuyên gia dành cho khán giả. Vâng, xin chào khán giả. Thì trường hợp mà nghé bị tiêu chảy đấy, rồi tiêm thuốc nhưng mà bây giờ hiện tượng nó xuất hiện cái triệu chứng mới, tức là hiện tượng bị chướng hơi, khó thở, mệt mỏi. Thì tôi cho rằng là cái hiện tượng chứng hơi ấy, thì chúng ta phải chú ý này là có thể do ăn phải những cái thức ăn mà nó có thể dễ lên men, nó tạo nên cái men sinh hơi. Thế chúng ta phải giải quyết trong trường hợp như thế này. Thì theo tôi ấy, thì nên dùng cái acid acetic. Cái acid acetic là cái acid mà người ta hay pha để làm giấm ăn ấy. Thì mình lấy cái nguyên chất là khoảng 15 ml, thì pha vào trong 1 lít nước. Thế sau đó cho con nghé nó uống. Khi uống như thế thì nó thay đổi cái pH ở trong đường tiêu hóa đi, thì tự nhiên là cái hiện tượng sinh hơi nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và đồng thời dùng nước gừng với rượu xoa bóp ở cái vùng hông ấy, tức cái chỗ dạ cỏ, xoa bóp nhiều lần thì nó kích thích làm cho dạ cỏ hoạt động, thì như vậy cái quá trình sinh hơi nó cũng sẽ giảm đi. Và đồng thời dùng thuốc bicarbonate natri là thuốc mà chống hiện tượng sinh hơi, cho uống 2 lần trên ngày, cho uống liên tục trong vòng 3 đến 5 ngày, thì như vậy thì nó sẽ giảm hết cái hiện tượng mà bị chứng hơi. Thế còn cái việc tiêu chảy mà đã dùng thuốc và đã khỏi rồi thôi, còn nếu chưa khỏi thì nên dùng cái thuốc trimetoprim kết hợp với sulfamethoxazole cho nó uống, cho uống 1 lần trên ngày, cho uống 5 ngày liền, điều lượng theo dẫn nhà xuất, thì như vậy nó cũng sẽ tiêu diệt được cái vi khuẩn mà nó gây hiện tượng chứng hơi ở trong đường tiêu hóa. m@nongnghiep.vn kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m@nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m@nongnghiep.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có bị lai giấu cái củ nhỏ vào nó chả khảo là lai qua lai lại á, như thế là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa tập, sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn, thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại, thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về.
Như vậy tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết, phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày, phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.